Quý vị hơn 2 năm hoành hành, đại dịch Covid-19 đã gây ra những làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng với số ca tăng mạnh trên toàn cầu, chủ yếu do những biến thể của virus SARS-CoV-2 như là Delta hay là Omicron. Vì virus liên tục biến đổi và khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp đã được lường trước, nhưng virus SARS-CoV-2 được cho là một loại virus đặc biệt nguy hiểm, một phần do tốc độ xuất hiện các biến thể mới nhanh một cách bất thường. Nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Sebastian Duchen tại Viện Nghiên cứu Truyền nhiễm và Miễn dịch Peter Doherty ở Australia cho rằng thông thường virus biến đổi tốc độ khá đều, khoảng một năm hoặc muộn hơn sẽ xuất hiện một biến thể mới, nhưng virus SARS-CoV-2 dường như không theo lịch trình này. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi tháng SARS-CoV-2 tạo ra hai đột biến, Tuy nhiên ở nhóm đáng lo ngại, nhiều đột biến có thể được tạo ra chỉ trong thời gian khá ngắn và mỗi biến thể lại khác đi một chút về đặc tính lây lan, khả năng sao chép, thích nghi. Số lượng đột biến quan sát được ở các biến thể thuộc nhóm đáng lo ngại cao hơn nhiều so với ước tính dựa trên nguyên lý di truyền học về tốc độ tiến hóa của virus SARS-CoV-2.